Đời sống thú vị xin chào các bạn. Hôm nay tôi nói về cái nút phát phi ring tiếng Anh. Khi dịch ra thì cái nút này á, nó gọi là cái nút làm đông nhanh. Đây, trong cái tủ tủ đông. Thì thường thường ấy, khi đi mua tủ ấy, họ sẽ quảng cáo ở cái nút này là đây, cái tủ này nó có một cái chức năng tức là làm đông nhanh. Thì thực sự nó có như vậy không? Thì hôm nay tôi sẽ vẽ ra cái sơ đồ để giải thích cái nút này. Bởi vì nhiều người cũng cứ lăn tăn rằng cái nút này nó có cái gì mà sao nó lại làm đông nhanh. Đây thì tôi vẽ ra cái sơ đồ như này. Đây cái nút phát freezing. Đấy, thì dịch ra là tiếng Việt nó là đông lạnh nhanh. Còn bên này á, là cái đẹp mút ta. Cái đèn mô ta thì công dụng của nó thì các bạn biết rồi, là nó cảm biến lạnh ở khoang lạnh, đủ nhiệt độ thì nó ngắt, không cho điện vào, không cho điện vào lốc nữa thì lốc ngừng chạy. Đó, đủ nhiệt độ. Còn khi mà nhiệt độ khoang lạnh tăng lên thì nó đóng lại để cho lốc chạy. Đó. Thì cái này, cái nút này nó chẳng có cái gì cả. Đây các bạn nhìn cái sơ đồ cũng thấy rồi. Đó. Nó chỉ là thêm một đường nữa. Đấy, khi cái này ngắt. Đấy, chẳng hạn như cái này nhá, thì cái này nó vẫn cứ đóng, nếu như chúng ta bật lên nó vẫn cứ đóng để cho cái lốc chạy, nó có mỗi vậy thôi, chứ không có một cái chức năng nào để làm cho cái độ lạnh nó sâu hơn cả. Đấy, làm cho cái độ lạnh nó nhanh hơn cả, không có. Đấy, hoàn toàn nó chỉ là một cái đường tắt. Đấy, để đấu tắt. Đấy, nếu như cái này ngắt, cái này nó vẫn cứ đóng. Đấy, thế nên là khi mà nó cứ đóng liên tục như thế thì lốc cứ chạy liên tục. Đấy, thì chúng ta thì họ gọi là làm đông nhanh, nhưng mà thực chất ra nó chỉ có là một cái công tắc đấu tắc, có mỗi vậy thôi. Đấy, đây là nguồn vào này, đây là hai dây này, đây một dây đi thẳng này và một dây này. Đấy, nó ngắt ra như thế này. Đấy, một bên là rep motor, một bên là công tắc đó. Đây rep motor, đây công tắc này. Đó, thế thôi. Thì tiện đây tôi cũng nói thêm về cái này. Khá nhiều người lăn tăn về cái việc là cái tủ nó chạy mãi không ngắt. Nó liên quan đến cái đẹp mốt ta. Đấy, bởi vì cái đẹp mốt ta nó chỉ chủ yếu là ngắt khi nhiệt độ đủ. Đấy, công dụng của nó là như thế. Ngắt khi nhiệt độ đủ và nhiệt độ tăng lên thì nó lại đóng lại. Có mỗi công dụng thế không? Thì khi mà tủ nó chạy hoài thì chắc là cái đầu cảm biến này nó không đủ nhiệt độ để kích vào cái rep motor nó ngắt, tức là cái độ lạnh ở tủ nó kém, tức là cái lốc này nó yếu này, thế nên cái khoang lạnh nó không đủ nhiệt độ để kích vào cái rep motor nó ngắt. Đó là cái mà cái tủ nó chạy lâu. Đấy, thì cái nguyên nhân đó. Đấy, chứ chúng ta không thể đổi cho cái rep motor nó hư. Đấy, thì hôm nay tôi nói về cái rep motor nó hư này, dấu hiệu của nó hư là thế này này. Đây nhá, chẳng hạn như là đây nó như này nhá. Dấu hiệu của rep motor nó hư ấy là đầu tiên là chẳng hạn như chúng ta để cái mức số 1 này, nó tự nhiên nó chạy, sau đó là nó không chạy lại, nó hết lạnh thì chúng ta tăng thêm thế này. Đấy, thì nó lại chạy lại, nhưng sau mấy ngày nó lại mất lạnh. Đấy, thì chúng ta lại tăng thêm thế này. Đấy, thì nó lại chạy sau mấy ngày nó lại mất lạnh. Đó. Thì đó là cái dấu hiệu của cái rep motor nó chuẩn bị hư. Bởi vì chúng ta cuối cùng chúng ta tăng lên hết cỡ nó cũng không chạy. Đó là cái hư. Đấy, đầu tiên là có thể là nó không chạy, thì chúng ta tăng lên thì thấy nó chạy. Đó là cái dấu hiệu chuẩn bị hư rồi. Tăng lên, đấy như lúc nãy, tăng dần lên, nhưng cuối cùng tăng lên hết cỡ nó cũng không chạy. Đó là cái rep motor nó hư. Chứ còn nếu như mà cái tủ mà nó chạy hoài á, đấy, thì cái rep motor nó không hư đâu. Mà nó là do là cái độ lạnh nó kém, nó không kích vào cái rep motor ngắt. Nên là chúng ta không thể lầm tưởng là cái rep motor nó hư với lại cái độ lạnh kém. Là hai cái nó khác nhau như thế. Đấy, thì hôm nay tôi chỉ phân tích về cái nút phát freezing này, tức là cái độ lạnh nhanh này. Cái công dụng của nó có thực sự là như vậy không? Thì nó không phải.
Nó chỉ có mỗi cái là đấu tắt để cho nó khỏi ngắt lốc thôi. Đó, chứ nó không làm cho độ lạnh sâu hơn và nhanh hơn được. Đó là cái công dụng của cái nút phát Fring này. Thế còn cái nẹp mô ta, như lúc nãy tôi vừa nói, cái dấu hiệu của nó hư cứ dần dần tăng lên và cuối cùng là tăng hết cỡ nó cũng không chạy, đó là dấu hiệu của nó hư.